Mình chuẩn bị nguyên liệu xong rồi nha mấy bạn. Có bạc hà nè, cà chua, đậu bắp, nấm rơm, giá, rau muống. Đó, nên mình sẽ nấu canh chua chay. Nước sôi rồi mình sẽ bỏ một miếng đường. Một xíu muối. Chút bột ngọt. Chút hạt tiêu nha mấy bạn. Nước cốt tắc này. Chưa sao dữ mẹ. Cái này gồm có đậu bắp. Rồi rau muống, giá với nấm rơm, cà chua với bạc hà nữa, cắt thêm cà chua bỏ vô nữa nha mấy bạn. Cắt làm tư. Mấy bạn cắt làm đôi cũng được. Núm đi đậu bắp vô trước nha mấy bạn. Rồi mình đợi nó sôi lên một xíu. Nêm thêm 3 muỗng đường, 1 muỗng muối nữa nha mấy bạn. Bột ngọt nữa. Rồi sôi cào lên rồi mình bỏ ra muống vô nha mấy bạn. Thì nó sẽ được xanh hơn. Là hay giờ mình bỏ vô từ đầu luôn. Bây giờ bỏ cà chua. Cà chua vô. Rồi á. Giá là mình bỏ cuối cùng. Rồi mình bỏ rau thơm nữa. Rồi xong rồi, canh chua tuyệt vời. Tiếp theo là mình bỏ bạc hà vô mấy bạn. Bạc hà với giá với rau thơm đó là chính rồi đó. Các bạn nêm nếm rồi tùy theo khẩu vị mỗi người nha. Lại canh chua nó, canh chua chay thì nó không có thịt, không có cá gì hết đó, nên nó không có vị ngọt. Bỏ rau thơm nha mấy bạn, xong giờ mình bỏ giá vô nữa là xong rồi đó. Sẽ múc ra tô. Chín rồi nha mấy bạn. Một xíu nữa mình múc ra tô là được.